Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà thuốc Thái Dương xin được giới thiệu tới mọi người sản phẩm dưỡng khớp Long Phụng. Sản phẩm dưỡng khớp Long Phụng thì có những cái thành phần chính như là độc hoạt, khương hoạt, ngưu tất, đục tục đoạn, mộc qua, đỗ trọng, tần giao, đương quy, quế chi, cam thảo, xuyên khung. Dưỡng khớp Long Phụng có công dụng là hỗ trợ lưu thông khí huyết, mạnh gân cốt, hỗ trợ phong tê thấp, nhức mỏi tay chân, đau nhức xương khớp, thần kinh tọa, đau thắt ngang lưng, mỏi gối, nhức mỏi toàn thân khi thời tiết thay đổi. Đối tượng sử dụng là những cái người bị thoái hóa xương khớp, viêm khớp. Cách dùng đối với người lớn thì một ngày hai dùng 2 lần, mỗi lần một khuôn nhỏ sau bữa ăn. Nếu mà đã thấy bệnh thuyên giảm đau nhức thì mỗi ngày chỉ dùng 1 lần sau bữa ăn. Dưỡng khớp Long Phụng không sử dụng cho phụ nữ có thai và người bị cao huyết áp. Các bạn có thể mua dưỡng khớp Long Phụng trực tiếp tại nhà thuốc Thái Dương để được tư vấn thêm, hoặc là đặt hàng qua số điện thoại 0945 091 489 để được giao hàng tận nhà. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.